chàng trai trẻ không có việc gì làm, ngồi ăn lẩu trước bàn thờ ông nội. Chỉ vì đó là lời dặn dò của ông trước khi qua đời. Ông nhắc nhở anh không được ăn một mình. Hôm đó, sau khi ăn lẩu xong, anh như thường lệ đặt lại bàn thờ về chỗ cũ. Không ngờ, từ dưới bàn thờ bật ra một cái hộp gỗ. Anh mở ra xem và phát hiện đó là một dây ngọc bội, cùng với một lá thư. Thế là anh đeo dây ngọc lên, và theo nội dung trong lá thư mở cửa gỗ ở sân sau. Không ngờ lại xuyên không vào thế giới tu tiên, một lão già tóc dài đang bóp cổ một cô gái tóc trắng. Khi thấy chàng trai xuất hiện, lão già sợ đến mức như gặp ma và chạy trốn ngay lập tức. Cô gái tóc trắng được cứu, hít một hơi. Việc đầu tiên cô làm không phải là cảm ơn, ngược lại, cô giơ tay tát thẳng vào mặt chàng trai. Ngươi còn mặt mũi quay về, tại sao cô đánh tôi? Tại sao cô đánh tôi vậy? Không sao, Abil, đừng quá đáng. Được thôi, vậy thì ta nể mặt thiếu gia Khâu, tiểu Hứa gia, chỉ cần cậu ký hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng lẩu Hứa ký, thì thỏa thuận cá cược giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Ông Bill đã cố gắng hết sức, bày ra một kế hoạch lớn như vậy cho A Nặc, giờ lại chỉ muốn một nhà hàng lẩu nhỏ bé, e rằng không phù hợp với danh tiếng của Tổng Bill lắm đâu. Cô Tô, đây là thanh mai trúc mã của tôi, Tô Nhược Hy. Vì vụ hỏa hoạn 3 năm trước, khiến khuôn mặt cô ấy bị bỏng không thể hồi phục. Cô ấy đã ở ẩn suốt 3 năm nay. Nếu không vì lo sợ tôi bị Abil làm khó, không biết cô ấy sẽ trốn tránh tôi bao lâu, nếu không có thỏa thuận cờ bạc này, A Nặc có lẽ cũng sẽ không phá sản. Việc tôi có sự nghi ngờ này là điều bình thường. Phải không, một nhà hàng lẩu nhỏ bé giá trị hơn 3 triệu, có thể bù được hơn 5 triệu tiền phạt vi phạm, Tổng Bill còn nỡ làm được, tôi có gì mà không nỡ chứ, vậy thì thế này đi. Chuyện chuyển nhượng nhà hàng lẩu chúng ta sẽ bàn bạc lại. Ngày mai Tổng Bill mang theo thành ý đến nói chuyện nhé. Đi thôi. Tên nhóc tham lam vô độ. Alo, nhà hàng lẩu của nhà Hứa sắp lấy được rồi, chỉ là tôi không hiểu, chỉ là một nhà hàng lẩu thôi, ngài thật sự muốn à? Sao phải phiền phức vậy? Cậu biết gì thế, đồ ngốc? Cơ hội trường sinh mà ta đã tìm kiếm bấy lâu, có thể đang nằm trong nhà hàng lẩu đó. Ông già, ông nghĩ cái nhà hàng lẩu cũ kỹ này có gì đặc biệt chứ? Ông xem nó như bảo vật thì cũng thôi đi, nhưng Abil là ai? Hắn là con chó sói ăn thịt người không nhả xương. Hắn lại nỡ bỏ ra mấy lần giá tiền để mua cái nhà hàng lẩu này. Tôi thấy hứng thú với cái nhà hàng nhỏ bé này rồi đấy. Ông già, lúc tôi đến bệnh viện gặp ông lần cuối, ông rốt cuộc muốn nói với tôi điều gì? Là gì chứ? Ôi trời! Ông già, ông giấu kỹ thật đấy. Tiểu Nặc, khi con đọc được lá thư này, có lẽ ông đã không còn nữa. Con à, con không phải luôn muốn biết, tại sao ông lại bỏ mặc tập đoàn Hứa thị, mà lại kiên quyết giữ lấy nhà hàng lẩu này sao? Hãy đeo viên ngọc bồ đề vào tay, rồi đi ra sân sau, tìm cánh cửa có dấu hiệu đặc biệt, câu trả lời mà con muốn biết nằm ở đó. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Rõ, các ngươi làm thật à, đuổi theo. Đứng lại. Tên háo sắc từ đâu đến đây, dám xông vào diễn tinh môn của ta, muốn chết sao? Ôi trời, mỹ nữ tu tiên, đừng dở trò, thảo nào ông già nói nhà hàng lẩu có bí mật lớn. Không ngờ lại có thể xuyên không đến tu tiên giới, chẳng lẽ ngươi là người bất tử? Trong diễn tinh môn, mặc dù đúng là chuyện này có hơi khó tin, nhưng có khi nào, tôi không phải là người bất tử của tông môn nào cả. Tôi chỉ là một người bình thường, đừng có ngụy biện, kẻ xông vào tâm ma tông, phải chết, nỡ kiếm. Kẻ xông vào diễn tinh môn, phải chết. Đỡ kiếm, ôi trời. Tôi biết là tôi đẹp trai, ai cũng thích. Đứng lại, đừng chạy. Nhưng mà, cô chắc là không muốn mặc quần áo vào trước khi đuổi theo chứ. Tên háo sắc, ngươi chạy đi, ngươi chạy nữa đi, tạm biệt nhé.
Ôi trời! Sao cô lại đuổi đến tận nhà hàng lầu? Không đúng, người ở thế giới bên kia cũng có thể thông qua cánh cửa đó đến đây sao? Chẳng lẽ truyền thuyết của tông môn là thật? Cánh cửa cũ kỹ ở sân sau thật sự là thông đạo đến dị giới? Đây là thượng giới. Thượng giới? Này, đây là gì vậy? Ngửi thấy mùi thơm quá. Chẳng lẽ đây là loại đan dược gì đó ở thượng giới của các người? Trước hết, tôi không phải là này. Cô có thể gọi tôi là Hứa Nặc. Và đây là thế kỷ 21, chứ không phải thượng giới gì cả. Còn đây là lẩu, đây là lòng bò, chứ không phải đan dược đâu. Muốn thử không? Thử đi. Sao thế? Tu vi của ta đột nhiên tăng vọt. Ôi trời, có phóng đại thế không? Cả vết thương trên người cũng hoàn toàn lành lặn. Đây quả thật là thần dược đặc biệt của thượng giới rồi. Đồ phế vật, dám bỏ trốn giữa trận. Tông chủ, không phải lão phu sợ chiến đấu. Thực sự là tình hình thay đổi. Hứa Thanh đã trở về. Không chỉ trở về, mà còn trẻ hơn, cũng không biết hắn dùng tà thuật gì. Không thể nào. Năm đó Hứa Thanh đã bị ta đánh một trường. Sao có thể còn sống được? Chuyện này có quá nhiều điều khả nghi. Hãy đến Tâm Ma Tông để điều tra thêm. Tiểu Hứa gia, ta đến để ký hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng lẩu. Tiểu Hứa gia, hôm nay ta đến đây với đầy thành ý. Chuyện chuyển nhượng nhà hàng lẩu bỏ qua đi. Hứa Nặc, ý gì đây? Cậu không biết điều à? Nhà hàng lẩu này là kỷ niệm cuối cùng của ông nội ta. Tôi không thể dễ dàng chuyển nhượng cho ông. Hôm nay, nhà hàng lẩu này, cậu không muốn chuyển cũng phải chuyển. Cậu đừng quên, còn nợ ta 5 triệu trong thỏa thuận cá cược đó. Thời hạn trả vẫn chưa đến đâu, ông đừng có mà ra vẻ ở đây. Làm gì vậy? Rượu ngừng không uống còn muốn uống rượu phạt. Trong tiệm còn giấu một mỹ nhân nữa à? Còn đóng giả nhân vật nữa chứ? Cậu nhóc này chơi bời cũng dữ nhỉ? A Bill, tôi khuyên ông nên cẩn thận. Cô ấy không phải người mà ngươi có thể chọc vào đâu. Nực cười, trên đời này không có người phụ nữ nào mà tôi không thể chạm vào. Đồ xấu xí từ đâu đến đây, dám trêu chọc ta. Ái chà. Muốn chạy à? Đừng mơ. Cô không sao chứ, xem tình hình này, người từ dị giới đến, có vẻ không thể rời khỏi phạm vi nhà hàng lẩu. Vừa rồi cảm ơn tiên cô, nhờ tiên cô ra tay giúp đỡ, nếu không thì tôi đã trở thành bao cát của bọn Abil rồi. Ai là tiên cô chứ? Ta là chân lê của diễn tinh môn, ta không phải vì ngươi đâu, mà là mấy tên xấu xí đó quá trướng mắt, dám trêu chọc ta, quan trọng nhất là phá hỏng tâm trạng ăn lẩu của ta. Nhưng mà nếu ngươi đã muốn nói cảm ơn, thì cho ta thêm ít lẩu nữa đi. Được thôi, tiểu thư chân lê, cái lẩu này, coi như lời cảm ơn vì tiểu thư đã giúp đỡ. Ta đã cứu ngươi một mạng, chỉ đổi lại một bữa lẩu thôi à, ít nhất cũng phải một tháng chứ. Không được đâu, lẩu này, coi như là thần dược chữa lành ngay lập tức, nếu ăn cả tháng. Tôi sẽ thiệt thòi quá, vậy ngươi nói xem, làm thế nào để ngươi cho ta hết số này? Đúng, ta làm ăn không thể gọi là cho được, phải gọi là mua bán, đúng không? Không phải là mua sao? Ta có rất nhiều bảo vật. Tiểu thư thật là hào phóng. Hứa Nặc, A Bim vẫn chưa? Cái gì đây? Anh Nặc, Nhược Hy, Khâu Thừa, sao các cậu lại đến đây? A Bim không phải nói hôm nay đến ký hợp đồng sao? Không hổ danh là Hứa Nặc, thật là may mắn. Cô gái ăn mặc kỳ lạ này là ai? Đây là em gái của bạn thân gia đình tôi, Chân Lê. Cô bé này đang ở tuổi nổi loạn, vừa tham gia một câu lạc bộ cosplay, nên là hơi... Thôi, đừng nói chuyện này nữa. A Bill không phải nói hôm nay sẽ đến ký hợp đồng chuyển nhượng sao? Sao hắn vẫn chưa đến? A Bill vừa đến quậy phá, nhưng đã bị Chân Lê đuổi đi rồi. Còn về nhà hàng lẩu, tôi quyết định không bán nữa. Không bán nữa? Hứa Nặc, cậu điên rồi à? A Bill không phải là người dễ đối phó đâu. Nhà hàng lẩu này là ông nội Hứa để lại cho anh Nặc. Anh Nặc nói không bán thì không bán. Đúng, đúng vậy. A Bill hay A cậu gì đó, có ta ở đây, xem ai dám bắt nạt Hứa Nặc. Được rồi, tôi không có ý đó mà. Ý tôi là, tôi lo A Bill lại dở mấy trò hèn hạ ra, kệ hắn dùng trò gì, về sức mạnh thì đều là đồ tầm thường, với lại không phải chỉ là tiền thôi sao, ta có rất nhiều, mấy cái này đủ không? Hứa Nặc, em gái kết nghĩa của cậu có thân phận gì vậy? Ghê gớm quá nhỉ, có thân phận gì đâu, chỉ là chú của em ấy đã đặc biệt dặn dò, để em ấy mang theo thôi, nếu không thì một cô bé, sao có thể mang nhiều vàng bạc châu báu như thế? Em gái, em là con nhà ai? Bản tiểu thư không đổi tên, không thay họ. Ôi trời, được rồi, Khâu Thừa, chúng ta đừng làm phiền anh Nặc và em gái Chân Lê. Cứ để họ ôn lại chuyện cũ,
chúng ta nên mau chóng xử lý mấy thứ này đi thôi. Tránh việc Abil lại đến quấy rối. Đi thôi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Này, cô định làm gì vậy? Sao thế? Ta đã trả tiền rồi mà. Chẳng phải đã thỏa thuận là cho cả tháng sao? Đó là giá ăn tại chỗ, không bao gồm mang về đâu. Đây là thuốc mỡ vạn dư ta vừa luyện chế. Thật là rẻ cho ngươi. Thuốc mỡ vạn dư à? Là cái gì vậy? Bôi nó lên có thể khiến da trở nên mịn màng trắng trẻo hơn. Tất nhiên đó không phải là công dụng lớn nhất của nó. Công dụng mạnh nhất của nó là có thể làm biến mất mọi vết sẹo trên cơ thể. Biến mất mọi vết sẹo à? Còn sẹo bỏng thì sao? Chỉ là sẹo bỏng thôi. Bôi vào là lành ngay lập tức. Thế nào, giờ thì ngươi có thể cho ta cả nồi lẩu này được chứ? Được, được, được. Nếu thuốc mỡ vạn dư này thực sự hiệu quả như cô nói, thì lẩu cô muốn ăn bao nhiêu cũng được, để ta đóng gói cho cô. Cái này cũng lấy nữa. Cầm lấy. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân, tên háo sắc này. Cao vạn dược, thứ phổ biến khắp thương lan giới, người của thượng giới này thật là ngốc, chỉ một bữa lẩu rẻ tiền, đổi được cả đống vàng bạc châu báu, còn lấy được những thứ tốt thế này. Cô nhóc này thật dễ bị lừa, nhưng nhiều thế này cô cầm hết được không? Chuyện nhỏ. Nhấn chữ vật, quả là giới tu tiên. Công ty của Nhược Hy càng ngày càng phát triển. Con mụ xấu xí, nếu không vì nhà họ Tô, tôi làm sao thèm ngó đến cô. Nhược Hy, em không sao chứ? Anh Ngạc, sao anh lại đến đây? Anh mau đi đi, em không muốn anh thấy em trong bộ dạng này. Cô bé ngốc, trong lòng anh em là người đẹp nhất. Hứa Nặc, cậu đúng là thằng khờ, bộ mặt ghê tởm của Tô Nhược Hy như vậy, mà cậu cũng nói ra được. Nhưng vẫn còn tốt hơn một số con cóc ghẻ, không biết mình là thứ gì, mà cũng mơ tưởng đến Nhược Hy của tôi. Hứa Nặc, cậu muốn chết à? Làm gì đấy, đỡ ta dậy, một đám phế vật, xông lên cho ta. Hứa Nặc, chết tiệt, hôm nay tôi nhất định phải giết cậu. Làm gì đấy? Dừng tay. Giải tán hết đi. Hoàng thiếu gia, đây là tập đoàn Tô Thị, không phải nhà họ Hoàng của cậu. Cậu dắt người đến địa bàn nhà họ Tô, bắt nạt người thừa kế tương lai của chúng tôi. Có phải quá ngông cuồng không? Lão già chết tiệt, ông là cái thá gì? Không có nhà họ Hoàng chúng ta, thì nhà họ Tô bất ngươi chẳng là cái gì cả. Thằng nhãi kia, đừng có mà quá đáng. Tôi với ông nội cậu cũng có chút tình nghĩa. Tiểu Nặc, lâu lắm rồi không gặp cháu. Đúng là cháu vẫn giữ khoảng cách với ta, dạo này vẫn ổn chứ, nhờ nhị thúc quan tâm, mọi thứ đều ổn, toàn nói nhảm không thôi, ai mà không biết thằng nhãi này đang ngập trong nợ nần. Đừng trách tôi không nhắc nhở các người, Hứa Nặc chỉ đến đây để lừa tiền thôi. Hoàng thiếu gia, cẩn thận lời nói. Tôi đã chứng kiến Tiểu Nặc lớn lên, nó không phải là người như cậu nói, nhị thúc quả là người hiểu lý lẽ. Anh Nặc đến đây để bàn chuyện quan trọng với cháu, đúng vậy, cháu đến đây để đưa thuốc cho Nhược Hy. Đây là cao vạn dược mà anh tình cờ có được. Cao vạn dược. Cái này là để cho em, bôi nó lên vết bỏng của em sẽ lành ngay lập tức. Cậu cũng bịa ra được chuyện nhảm nhí này, cao vạn dược cái quái gì mà hiệu nghiệm, nếu nó có tác dụng tôi sẽ đi lộn ngược mà ăn phân. Nhược Hy, em tin anh chứ, anh Nặc, em tin anh. Tiểu Nặc à, không phải nhị thúc không tin cháu, chỉ là những gì cháu nói nghe quá khó tin, hay là chúng ta cứ kiểm tra trước rồi hãy nói. Nếu thứ này thực sự hiệu nghiệm, nhà họ Hứa đã không phá sản rồi. Các người đừng quên, bây giờ Hứa Nặc chỉ là một kẻ nợ ngập đầu thôi. Tử Chi, Hoàng Liên, Hồng Hoa. Chỉ là mấy vị thuốc đông y bình thường, nhị thúc, đừng thử nữa. Không có tác dụng thần kỳ như Hứa tiên sinh nói đâu. Tôi đã nói mà, cao vạn dược gì chứ, xem nhiều tiểu thuyết tu tiên quá rồi à. Đủ rồi, em tin anh Nặc, nó có hiệu nghiệm không? Bôi lên là biết ngay, cái này... Chuyện gì vậy? Đau quá, anh Nặc, em không sao chứ, Nhược Hy, em nhất định phải tin anh. Đáng đời, ai bảo các người không nghe lời, Hứa Nặc, tôi xem cậu làm sao giải quyết. Hứa Nặc, tôi xem cậu làm sao giải quyết.
Nhược Hy, khuôn mặt của em đã lành rồi. Chuyện này, sao có thể, thần dược thật rồi. Một thứ mà lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy. 10 vạn, tôi trả 10 vạn, mua cao vạn dược của cậu. Hoàng thiếu gia, cậu đánh giá bản thân cao quá rồi. Đây là thần dược đấy, cậu nghĩ 10 vạn tôi có thể bán cho cậu sao? Hứa Nặc, cậu đừng không biết điều, giá cuối, 30 vạn, thuốc mỡ này nhất định không được bán cho hắn. Một khi bọn họ nắm được công thức, nhất định sẽ độc quyền thị trường. Như vậy, sau này những người thực sự cần, sẽ rất khó mua được. Yên tâm, nguyên liệu của thần dược này cực kỳ hiếm. Chỉ có anh mới biết công thức và cách chế tạo, hắn có lấy được thuốc mỡ cũng không thể sao chép. Nếu vậy, chúng ta nên tính toán sòng phẳng với bọn họ. Cao vạn dược này một khi ra thị trường, lợi nhuận không thể đo đếm được, nhất định có thể cứu vãn tình hình của nhà họ tôi hiện nay. Nhược Hy à, công ty hiện nay đang thiếu vốn, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Thực sự muốn sản xuất cao vạn dược sao? Nhị Thúc, Thúc nhìn khuôn mặt của con xem, đây là bảng quảng cáo sống, hiệu quả của cao vạn dược có thể thấy bằng mắt thường. Tất nhiên rồi, cao vạn dược chắc chắn là một vụ làm ăn không lỗ. Nhược Hy, nếu em thực sự muốn, anh tặng cho em là được, việc nào ra việc nấy, anh em ruột còn tính toán sòng phẳng, huống chi đây là thần dược, em không thể tự ý lấy được. Được rồi, vậy em trả bao nhiêu? Em trả 1 triệu, anh thấy thế nào? Đủ rồi, 1 triệu 500 nghìn. Tôi trả 1 triệu 500 nghìn, tôi thêm 1 triệu nữa, 3 triệu. Nếu Hoàng thiếu gia đã muốn như vậy, thì tôi sẽ không tranh giành nữa. Anh Nặc, cứ bán cho hắn đi. Giao tiền một tay. Hoàng thiếu gia, chuyển khoản đi. Hai người các ngươi hợp tác nâng giá à? Hoàng thiếu gia, nói thế là sao? Vừa nãy ngươi nói 3 triệu mà, không định nuốt lời chứ. Hoàng thiếu gia chẳng thiếu gì 3 triệu đâu. Cả thành phố Dung Châu này ai chẳng biết. Hoàng thiếu gia nói là làm, lời nói có trọng lượng. Hoàng thiếu gia cầm chắc vào nhé. Nếu làm vỡ, thì 3 triệu đó coi như mất sạch đấy. Hứa Nặc, cậu cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày tôi lấy lại cả vốn lẫn lãi từ cậu. Anh Nặc, đây là số tiền bán nữ trang mà em gái Trần Lê đã đưa lần trước, chắc cũng được 2 triệu. Em vất vả rồi, cộng với 5 triệu vừa lừa của Hoàng thiếu gia, cuối cùng cũng gom đủ tiền trả nợ cho Abiu rồi. Anh Nặc, không xong rồi, Abiu dẫn người vây nhà hàng lẩu, đòi anh trả nợ. Cái gì, anh nên về ngay đi, nhanh lên. Abiu, nể mặt tôi, cho thêm vài ngày nữa. Khâu thiếu gia, không phải tôi không nể mặt anh. Rõ ràng là hắn, Hứa Nặc, lật lọng. Đập phá cho ta, được thôi, dừng lại ngay. Tiểu thư Tô. Sao nào, cô muốn trả nợ thay cho hắn à? Tôi nghe nói tập đoàn Tô Thị, đang thiếu vốn đấy. Hay là... cô muốn lấy thân trả nợ, ông. Giữ mồm cho sạch, sao hả, không trả nổi nợ, còn muốn làm giữ à? Ai nói tôi không trả nổi? Hứa Nặc, cậu giỏi lắm, nhưng tôi nói cho cậu biết, chuyện này chưa kết thúc đâu. Đi thôi. Anh Nặc, số tiền lớn như vậy, anh lấy từ đâu ra? Nói ra có thể em không tin, anh có được một lò, thần dược gọi là cao vạn dược, sau đó anh bán cho Hoàng thiếu gia, cộng thêm tiền bán trang sức trước đó, vừa đủ số tiền. Cao vạn dược, đó là gì? Cao vạn dược có thể chữa lành mọi vết sẹo, khuôn mặt của em đã được chữa lành nhờ nó. Ôi trời, đúng là thần dược. Lấy từ đâu ra thế? Chỉ là, một người ngoại lai, không có tiền nên đền cho anh. Thôi, em đừng lo nhiều nữa. Được rồi, anh thấy thế này, chỗ này quá xa trung tâm, rất khó làm ăn, hay là bán cửa hàng đi, thêm chút tiền đổi chỗ khác lớn hơn. Nhưng anh nghĩ, nhà hàng lẩu Hứa Kỹ đã mở ở đây lâu rồi, đã tích lũy được nhiều khách quen, nếu chuyển đi chỗ khác, mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại, không chắc đã tốt hơn hiện tại đâu. Thôi nào, anh biết các em đều muốn tốt cho anh, nhưng nhà hàng lẩu là kỷ vật cuối cùng ông nội để lại cho anh, chúng ta nhất định phải kinh doanh tốt, anh mong các em đều ủng hộ anh. Anh Nặc, em ủng hộ anh vô điều kiện, cố lên. Hứa Nặc, ra đây cho tôi. Ồ, cơn gió nào đưa Hoàng thiếu gia đến đây thế? Theo lý mà nói, cậu không phải nên ở văn phòng đếm tiền sao? Cậu còn dám nhắc đến tiền à? Cái thuốc dởm của cậu không thể sản xuất được. Hoàng thiếu gia, điều đó không phải lỗi của tôi. Tôi với cậu đã giao dịch rõ ràng, cậu không nghiên cứu ra công thức, đó là do cậu không có bản lĩnh. Đừng có nói nhảm, tôi nói cho cậu biết, mau giao công thức cho tôi, nếu không, cậu định làm gì? Tự cậu xem đi.
Làm sao cậu biết được công thức sản phẩm cốt lõi của Tô Thị? Chuyện đó khó lắm sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không giao công thức, ngày mai ta sẽ phát tán tài liệu này ra ngoài. Hoàng thiếu gia, nhà họ Hoàng và nhà họ Tô vẫn còn hợp tác. Nếu cậu phản bội đối tác kinh doanh, để các công ty khác biết được, còn ai dám hợp tác với cậu nữa? Nhà họ Hoàng chúng ta thiếu gì đối tác? Nhược Hy, khuôn mặt cô sau khi hồi phục, nổi giận lên cũng khá đẹp đấy. Tôi nói thật, cô theo tôi đi, cô hầu hạ tôi cho tốt. Biết đâu, tôi sẽ tạm tha cho nhà họ Tô của cô, đê tiện vô liêm sỉ, đừng hòng ép tôi bằng công ty. Này, cậu đúng là đáng đánh đòn, còn đứng đó làm gì? Hoàng thiếu gia, lên đi, tránh ra, đập nát bọn chúng cho ta. Ngươi đúng là đồ vô dụng, mỗi lần ta đến đều thấy ngươi bị bắt nạt, chúng vẫn chưa bắt nạt được tôi đâu, chúng tôi đang đánh nhau. Chỉ là chúng đông người hơn nên hơi khó đánh thôi. Đánh nhau à? Đánh nhau thì tốt, bản cô nương thích đánh nhau nhất. Tính khí của cô thật quá đáng. Chúng ta sẽ còn gặp lại, ngươi đừng chạy, bản cô nương vẫn chưa đánh xong. Quay lại đây. Được rồi, được rồi. Cạn ly, cạn ly, mọi người cùng ăn nhé. Tiểu thư chân thật phóng khoáng, nhìn không giống người địa phương, và quần áo của cô cũng khá đặc biệt. Đương nhiên rồi, đây là sản phẩm của Ti Tụy Phường, thuộc Diễn Tinh Môn. Thợ thêu của họ là giỏi nhất. Diễn Tinh Môn, đó là gì? Diễn Tinh Môn, chỉ là tên của một cửa hàng online thôi. Đúng vậy, cô ấy rất thích mua quần áo ở đó. Ồ, này đừng giỡn nữa, cô ấy say rồi, không phải cô ấy uống sữa đậu nành cũng say được sao? Tiểu thư chân say rồi. Khâu Thừa, sao tự dưng lại quan tâm đến tiểu thư chân thế? Cậu không phải là thích cô ấy rồi chứ? Gì cơ, cô đừng có tám chuyện tôi nữa. Tôi muốn hỏi cô, Hứa Nặc đột nhiên có tình nhân mới. Cô không ghen à? Tôi, đúng vậy, ta là tình nhân nhỏ của Hứa Nặc. Chị Tô là tình nhân lớn của anh ấy. Nhược Hy, đừng nghe cô ấy nói nhảm, anh với cô ấy chẳng có quan hệ gì cả. Giải thích đi. Không, giải thích thì được, nhưng ngươi phải gói thêm vài phần lẩu cho ta mang đi. Nếu không ta sẽ nói cho mọi người biết. Được rồi, tôi đồng ý, nhanh lên. Chị Tô, đừng giận, ta không thích Hứa Nặc, ta chỉ tò mò thôi, làm sao một người đẹp như chị lại để ý đến anh ấy. Tôi với Hứa Nặc lớn lên cùng nhau, cùng trải qua nhiều khó khăn, luôn luôn ở bên cạnh nhau, tôi tin đây là định mệnh. Nhược Hy, chị Tô dùng vạn dược cao của ta, ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, đó đều là công lao của ta, Hứa Nặc đã hứa với ta, đừng quên đấy, vạn dược cao. Vạn dược cao, Hứa Nặc, vạn dược cao là của tiểu thư Chân cho anh sao? Đúng vậy, tiểu thư Chân, cô còn vạn dược cao không? Tôi muốn lấy hai lọ, để tặng cho bạn gái. Có chứ, nhưng tôi chỉ tin tưởng Hứa Nặc, chỉ hợp tác với anh ấy. Cô có công thức không? Loại thần dược này nếu sản xuất ra, sẽ giúp ích cho rất nhiều người, nhưng một số nguyên liệu trong công thức rất hiếm, sợ là... Đây là bạn của tôi, cô cho anh ấy vài lọ đi. Được thôi, ghi vào sổ nợ của cậu. Được, ghi vào sổ nợ của tôi rồi, người anh em tốt, anh em nhờ vào đó mà có được mỹ nhân rồi. Cảm ơn cô nhé, tiểu thư Chân, lần này vấn đề của nhà Tô có thể được giải quyết rồi. Chị Tô đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi. Cạn ly, cạn ly. Cô đang làm gì vậy? Cô lại có ý đồ gì đây? Hứa Nặc, nhờ có lẩu của anh, mà vết thương của tông chủ chúng tôi đã hồi phục rất nhiều. Cậu chính là ân nhân lớn của tông môn chúng tôi, xin nhận của tôi một lạy. Quá khen rồi, tôi không ngờ lẩu lại có hiệu quả như vậy. Vả lại, tôi cũng đã nhận vạn dược cao của cô mà. Chúng ta gọi đây là giúp đỡ lẫn nhau mà, phải không? Hứa Nặc, tông chủ chúng tôi muốn gặp anh. Anh đi cùng tôi đến tông môn một chuyến nhé. Anh yên tâm, có tôi ở đây. Không ai dám bắt nạt anh đâu. Được rồi, tôi sẽ đi cùng cô một chuyến. Đi thôi. Sao tự nhiên cô dừng lại vậy? Bái kiến tông chủ, tôi đã đưa người đến rồi. Hứa Thanh, cô đang nói về ông nội của tôi sao? Xin lỗi nhé, cô đừng quá đau buồn, đừng khóc nữa mà. Việc vừa rồi, xin công tử Hứa bỏ qua cho tôi thất lễ. Cậu và ông nội của cậu giống nhau quá. Ông ấy giờ, ông nội tôi đã qua rồi. Hóa ra ông ấy đã không còn nữa. Tông chủ, cô cũng đừng buồn quá. Công tử Hứa, xin lỗi nhé. Tôi định tổ chức tiệc để cảm ơn cậu, nhưng vết thương của tôi chưa lành, hôm nay tình trạng không tốt, có lẽ phải hoãn lại ngày khác để tiếp đãi cậu. Không sao đâu, cô cứ dưỡng thương cho tốt trước đã. A Lê, hộ tống công tử Hứa về. Sư phụ và ông nội của công tử Hứa là bạn chí cốt, con phải thay mặt sư phụ chăm sóc công tử Hứa thật tốt.
Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ Hứa Nặc. Thôi tôi đi đây. Hứa Nặc, mau thử đi, đây là đan tẩy thể mà tôi đặc biệt luyện chế cho cậu. Cô cho tôi ăn cái gì vậy? Là đan tẩy thể đó, nó có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể anh, tăng cường thể chất, có nó rồi, anh đối mặt với 100 người cũng dễ dàng thôi. Hứa Nặc, anh sao vậy? Chẳng lẽ đan tẩy thể của tôi có vấn đề? Đền tiền mau. Mọi người mau tới xem, quán lẩu Hứa Ký này vệ sinh không đạt chuẩn, nguyên liệu không sạch, dùng dầu cống rãnh, anh em tôi hôm qua ăn ở đây, hôm nay thì bệnh đến không dậy nổi, đền tiền. Chủ quán nhìn có vẻ tử tế, sao lại thiếu đạo đức thế này, tôi thấy tốt nhất là đóng cửa quán đi, ôi chao. Thật sự dám cho dân phố ăn thứ này à, thật là không biết xấu hổ, nhà buôn vô lương tâm, đền tiền mau, đền tiền đi. Xông lên, Hứa Nặc, đánh cho chúng bẹp dí, cô định giết tôi, rồi thừa kế quán lẩu đúng không? Còn có thể làm như vậy à? Cô đừng như vậy, tôi sợ lắm. Ây da, chỉ đùa thôi mà, tôi đã hứa với tổng chủ là sẽ bảo vệ an toàn cho anh. Hơn nữa, giờ anh đã uống đan tẩy thể rồi. Mấy tên tiểu tốt đó không thể làm gì được anh đâu. Ông chủ thất đức, hôm nay tôi phải thay trời hành đạo. Rút lui. Đứng được ra đó làm gì, xông lên đi. Rút, rút đi. Ây da, sao lại? Lừa gạt à, mọi người yên tâm, thực phẩm của quán lẩu Hứa Ký sạch sẽ và vệ sinh. Chúng tôi sắp có chương trình khuyến mãi, mong mọi người sẽ ủng hộ. Được, được. Chúng ta nâng ly nào, lâu lắm không gặp rồi. Không phải. Cô đưa tôi đồ giả phải không? À, đan tẩy thể, có vẻ như ở thế giới của anh, có giới hạn thời gian. Khi hết thời gian, sẽ có tác dụng phụ. Cái hack này còn có giới hạn thời gian nữa, cùng lắm tôi đổi ít đồ thôi mà. Đồ vô dụng, chuyện nhỏ xíu cũng làm không xong, mày thì làm được gì? Đại ca, tôi thật không ngờ Hứa Nặc lại có kỹ năng như vậy. Hứa Nặc, cậu cứ đợi đấy. Này, cho cô đây. Đây là pháp bảo gì vậy? Dùng như thế nào? Nó còn phát sáng nữa, trong này có người bị nhốt à? Pháp bảo gì chứ, đùa gì vậy, đây là điện thoại di động. Có thể nói chuyện từ xa, cô đã giúp tôi giải quyết nhiều phiền phức, nên tôi muốn tặng cô một thứ gì đó. Tôi hiểu rồi, giống như truyền âm thạch mà sư huynh tôi phát minh ra. Sư huynh cô giỏi thế à? Hay tôi tặng cho sư huynh cô một cái? Đừng ngại với tôi có rất nhiều món này, không cần tặng quà đâu, nhưng tôi có việc muốn nhờ anh. Việc gì vậy? Sư huynh. Sư huynh. Người này là Nam Cung Thái, hoàng tử của Đại Viêm Vương Triều, cũng là thiên tài đơn linh căn hệ kim, vì tranh giành hoàng quyền mà bị thương linh căn, và rơi vào tuyệt vọng. May mắn là sư phụ tôi đã cứu anh ấy, nhưng linh căn bị tổn thương rất khó phục hồi như ban đầu. Vậy những nguyên liệu lẩu này đều vô dụng sao? Đã thử hết rồi, sau khi sư huynh tôi ăn những nguyên liệu này, mới cảm nhận được một chút linh khí, nhưng sau đó linh căn vẫn không có gì thay đổi. Tôi đã nghĩ là không còn hy vọng gì nữa, nhưng không ngờ lại gặp được cơ duyên khi gặp anh, hy vọng anh giúp đỡ. Để tôi có thể tái tạo lại linh căn. Nam Cung huynh cứ yên tâm, tôi có rất nhiều nguyên liệu lẩu, chúng ta thử từng món một, chắc chắn sẽ có món giúp ích cho Nam Cung huynh. Nào, Nam Cung huynh, thử xem. Thế nào rồi, vẫn không được. Đừng nản lòng, chúng ta thử thêm đi. Không được. Anh hứa, tôi thực sự không ăn thêm được nữa. Có lẽ do linh căn của tôi thuộc tính khá đặc biệt, nên những nguyên liệu này không có tác dụng với tôi. Từ bây giờ. Đây là cách người ở thế giới của anh luyện thể sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thần pháp thật kỳ diệu.
linh căn của tôi đã được phục hồi. Tuyệt vời quá, sư huynh. Cảm ơn anh Hứa, ơn nghĩa lớn lao này, tôi không bao giờ quên. Sau này nếu anh cần tôi giúp, hy vọng anh sẽ nói với tôi. Ôi, đừng khách sáo. Sư huynh đừng lo, đây chính là điện thoại, có chức năng tương tự như truyền âm thạch mà cậu phát minh ra. Hóa ra là truyền âm từ xa à, tôi còn tưởng đó là ám khí gì chứ. Cái gì? A Nặc, anh làm sao thế? Sao mặt anh trông khó coi thế? Nhà cung cấp nói rằng hàng hóa của chúng ta có vấn đề. Anh ta nói rằng các tài xế không chịu giao hàng, tất cả đều nói rằng họ bận. Không chỉ vậy, họ còn nói rằng chúng ta đã đắc tội với ai đó, hiện tại sẽ không có tài xế nào giao hàng cho chúng ta nữa. Rốt cuộc là tên khốn nào làm vậy? Gần đây tôi chỉ có hai kẻ thù. Một là Hoàng Thiếu Gia, người kia là Abiu, đặc biệt là tên Abiu này. Gần đây hắn luôn gây phiền phức cho tôi. Quá đáng thật, nếu tôi có thể ra ngoài được thì... Anh Hứa, có việc gì cần tôi giúp đỡ không? Nam Cung huynh, việc này... Thật sự có chỗ cần cậu giúp đỡ. Tôi muốn... mượn nhẫn chữ vật của cậu. Chỉ có mình cậu, mà cũng định mang hết cho hàng ngày đi sao? Nói trước nhé, nếu cậu không mang hết cho một lần, thì số còn lại coi như mất nhé. Không cần anh lo, chút đồ này có là gì đâu. Cậu đúng là biết khoác lác đấy. Tôi đi ăn trước đây, nếu cậu mang hết được chỗ hàng này đi, thì số hàng trong kho này coi như là tặng cậu luôn nhé. Tạm biệt. Cái này, hết rồi. Mọi thứ đều xong rồi. Xin lỗi, cho tôi một cơ hội nữa. Lần tới tôi nhất định sẽ làm cho Hứa Nặc đẹp mặt. Với đống hàng này, không phải lo lắng về việc tiêu thụ ở cửa hàng trong thời gian ngắn. Các cậu có ngửi thấy mùi khói không? Sao tôi lại ngửi thấy có mùi hương hoa nhỉ? Đây không phải là ly hồn tán sao? Đây là loại độc hương nổi tiếng ở thế giới Thương Lan. Sao ở đây lại có thứ này chứ? Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chân Lê, đây không phải là hương của thế giới Thương Lan sao? Cô có cách nào không? Anh Hứa, tôi cảm thấy mình không ổn rồi. Không ổn rồi, Chân Lê bọn họ đang gặp nguy hiểm. Giải tán. A Lê, sư phụ, là người cứu con sao? Anh Hứa, anh Hứa, anh không sao chứ, tỉnh lại đi, mau dậy đi. Thần Tông Chủ, cảm nhận được các người gặp nguy hiểm, tôi đã nhanh chóng đến đây. May mà đến kịp, nếu không, độc khói xâm nhập vào năm tạng sáu phủ. Hậu quả chắc không tưởng nổi, nhờ có thần tông chủ. Ngài thật là lợi hại, tiểu bối nên cảm ơn ngài như thế nào đây? Không cần khách sáo. Vì thần tông chủ đã đến, hay là ngài đến thăm ông nội của tôi một chút? Khi còn nhỏ tôi rất nghịch ngợm, dù lục lọi khắp nơi ông nội cũng không nói gì, nhưng riêng bức tranh này, ông nội coi nó như báu vật. Ông không cho tôi chạm vào, đây là bức tranh mà chúng tôi vẽ cùng nhau khi xưa. Để các người chê cười rồi, thần tông chủ, nếu ngài thích, hãy lấy bức tranh này đi, cảm ơn vương công tử. Cảm ơn ngài rất nhiều. Thần tông chủ, hôm nay nếu không nhờ ngài đến kịp thời, có lẽ cửa hàng lẩu của ông nội tôi sẽ không còn nữa. Bức tranh này xin tặng ngài, vậy tôi xin cáo từ, Chân Lê sẽ ở lại đây. Hứa công tử, nếu sau này có việc gấp, cứ để Chân Lê tìm tôi, sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ Hứa Nặc an toàn. Ông nội, là sao? Ông nội. Ông nội. Vương Nặc, anh sao vậy? Không sao, lại mơ thấy ác mộng. Sao muộn thế này mà cô vẫn nghịch điện thoại? Liên quan gì đến anh?
Ông nội, rốt cuộc ông muốn nói gì với con? A Nặc, anh không sao chứ, để em xem nào. Không sao, anh không sao đâu. Các cậu sao lại đến đây? Nghe Trần Lê nói, tối qua ở đây đột nhiên có khói độc. Các cậu đều ngất đi. Bây giờ cảm thấy sao rồi? Không sao, không sao. May mà không có gì nguy hiểm. Anh còn cười được nữa à? Anh biết tôi lo lắng thế nào không? Thôi được rồi, từ nay sẽ không làm em lo lắng nữa. A Nặc, sao tự nhiên trong quán lẩu này lại có khói độc như vậy? Đây, để tôi cho các cậu xem cái này. Lại là A Biu, tên khốn này, may là anh có lắp camera, để xem lần này hắn nói gì. A Biu chắc chắn không ngờ tới, lần trước sau khi hắn đến gây sự, tôi đã lắp camera quanh quán lẩu này. Nhưng có camera cũng chẳng ích gì, khói độc đã bay hết rồi, trong camera cũng không thể thấy độc hại, đưa chuyện này ra đồn cảnh sát, cùng lắm cũng chỉ là bồi thường rồi hòa giải. Hay thế này đi, chúng ta tạm dừng kinh doanh, đi tránh bão đã. Người làm sai là A Biu, tại sao A Nặc lại phải đi? Không có chứng cứ, thì chúng ta sẽ đi tìm chứng cứ. Tôi không tin là không có chút manh mối nào. Tôi thấy nhiều khi nói đúng, A Biu bọn chúng chạy vội như vậy, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Tôi đã cho Trần Lê đi tìm rồi. Các cậu xem, chính là thứ này. Đây là tàn dư của khói độc. Tôi ngửi thấy mùi này quen lắm, nhưng không chắc có độc hay không. Không sao, kiếm người kiểm tra là biết ngay có độc hay không. Tôi quen mấy người bạn ở phòng kiểm nghiệm, tôi sẽ mang cái này đi kiểm tra thành phần. Được. Thế nào, có kết quả chưa? Thành phần trong này đúng là có độc, hơn nữa còn rất độc. Điều đáng giận hơn là, thứ này giống hệt với tàn dư tôi tìm thấy ở hiện trường vụ cháy nhà tôi năm xưa. Không khác gì, ý em là vụ cháy lớn ở nhà họ Tô năm xưa cũng là do A Biu làm sao? Vết sẹo trên mặt em cũng vậy, loại này trên thị trường không hề có, chỉ có A Biu mới có. Tên khốn A Biu, đúng là chết không đủ đền tội. Bây giờ chứng cứ đã rõ ràng, các cậu không thể để hắn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ông không thể bỏ mặc tôi mà. Họ Hứa và Tô Nhược Hy đã tra ra chuyện tôi phóng hỏa năm xưa rồi. Họ tra được tôi thì cũng sẽ tra ra ông. Ông phải cứu tôi, nói tôi biết cậu đang ở đâu. Tôi sẽ cử người đến đón cậu, đưa cậu ra nước ngoài trốn một thời gian. Được được, tôi đang ở số 102, ngõ 2, phố nhà máy cũ. Mau đến đi. Giờ đi tìm A Biu, nhớ làm cho sạch sẽ. Lấy mẫu dấu vân tay đi. Lấy mẫu hiện trường. Được rồi, tôi sẽ ghi lại. Hắn chết rồi sao? Vật chứng này rất quan trọng. Nhìn tình hình này, có phải là tự sát không? A Biu sợ chết như vậy, hắn sao có thể tự sát được chứ? Chắc chắn có ẩn khúc đằng sau. Chúng ta vẫn nên đợi kết quả điều tra, trước hết về chờ tin tức đã. Đúng vậy, sự thật rồi sẽ được phơi bày. Hứa Nặc, cuối cùng anh đã trở về. Nguyên liệu chính để sản xuất thuốc mỡ vạn dược, thảo dược bách giải đã được chuẩn bị xong. Chỉ là, số lượng quá nhiều. Không phải có nhẫn chữ vật sao? Như vậy không ổn, thảo dược bách giải rất nhạy cảm. Một khi cất vào nhẫn sẽ mất hết linh khí. Phải tự tay hái mới giữ được tinh hoa của nó. Chúng ta sẽ đến Thương Lan giới một chuyến. Được. Hứa Nặc vội vã như vậy, có chuyện gì sao? Không có gì đâu. Chỉ là để sản xuất thuốc mỡ vạn dược, cần thu thập một số thảo dược. Đúng lúc, A Thái dạo này tu luyện khá căng thẳng, có thể đi cùng các anh để hái thuốc. Thưa sư phụ, tình trạng tu luyện của sư huynh giờ ra sao? Nếu A Thái lần này có thể đột phá, thì sức mạnh sẽ tiến thêm một bậc. Nếu lại đối đầu với đám người của môn phái Diễn Tinh, sẽ có thêm tự tin. Tốt quá, có vẻ tôi cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn. Cô chỉ cần bớt chơi điện thoại đi là được rồi. Việc nâng cao tu vi rất quan trọng, nhưng cơ hội không thể cưỡng cầu. Trách nhiệm lớn nhất của con bây giờ là bảo đảm an toàn cho Hứa Nặc. Nhờ sự giúp đỡ của các người trong Diễn Tinh môn, nếu có chuyện gì cần đến tôi, đừng ngại nói ra. Tôi và ông nội cậu là bạn cũ, chăm sóc hậu bối là điều nên làm. Vậy khi nào rảnh, nhất định phải ghé thăm quán lẩu của tôi. Được. Tôi cũng muốn biết, tại sao anh Khánh năm đó lại đóng cổng thông, mệt chết rồi. Những thảo dược này có thể đảm bảo cho sản xuất lô thuốc mỡ vạn dược đầu tiên. Vậy để tôi gọi điện cho Nhược Hy.
Alo, Nhược Hy, thảo dược chúng tôi đã chuẩn bị xong, nhớ đến quán lấy nhé. Giờ thì có thể chính thức sản xuất thuốc mỡ vạn dược rồi. Nhưng tôi cần một mảnh ruộng dược liệu. Hứa Nặc, tin vui đây, nguyên liệu quan trọng để làm thuốc mỡ vạn dược đã tìm được. Và nhị thúc đã mua một mảnh ruộng dược liệu thích hợp. Nghe nói đất ở đó rất màu mỡ, thậm chí loại dược liệu quý hiếm mà con đưa ta, cũng có thể trồng ở đó. Thật là tuyệt vời, chúc mừng Nhược Hy nhé. Thuốc mỡ vạn dược nhất định sẽ bán chạy, chúng tôi phải gọi cô là Tổng Giám Đốc Tô rồi đấy. Alo, Nhược Hy à, mảnh ruộng dược liệu đó có vấn đề, hình như là Hoàng Thiếu dở trò sau lưng, hắn bán cho chúng ta một mảnh đất nhiễm mặn nặng, có chuyện gì vậy? Nhân viên kỹ thuật của công ty nói, mảnh đất ruộng dược liệu bị nhiễm mặn nghiêm trọng, đừng nói là trồng dược liệu quý hiếm, ngay cả cỏ hoa bình thường cũng không sống nổi. Đừng lo lắng, lần này tôi đến đây là để giúp công ty Tô Thị vượt qua khó khăn. Vấn đề ruộng dược liệu này, vẫn còn có cách giải quyết, dù sao việc của cô Tô cũng là việc của tôi. Chỉ cần, có việc gì thì cứ nhắm vào tôi không phải đến để gây chuyện với cậu. Tôi muốn cưới cô Tô, chỉ cần cô ấy đồng ý lấy tôi đảm bảo sẽ giải quyết vấn đề ruộng dược liệu. Gì cơ, lại muốn đánh nhau à? Nhị thúc của Nhược Hy bị người ta lừa mua mảnh ruộng dược liệu. Đất có vấn đề, nên không thể trồng dược liệu. Chuyện nhỏ như vậy, tôi có cách giải quyết. Đừng khoác lác nữa, mảnh đất đó đã bị hủy hoàn toàn rồi. Chuyên gia cũng không cứu nổi. Cô nhóc chỉ biết đánh nhau mà có cách nào sao? Nếu cô có cách, tôi sẽ đứng đầu ăn phân. Anh dám coi thường tôi sẽ đánh cho anh chết. A Lê, cô thực sự có cách cải thiện ruộng dược liệu. Đương nhiên, giới thiên đường của chúng tôi có nhiều bảo bối. Chỉ cần giải quyết được vấn đề này, cô muốn bao nhiêu lẩu cũng có. Vậy thì chuẩn bị nguyên liệu đi mà đợi tôi. Hai người diễn gì vậy? Này, tôi cho cô 2 ngày để suy nghĩ kỹ. Hoàng Thiếu, 2 ngày nữa, tôi sẽ khôi phục lại ruộng dược liệu của Nhược Hy. Hứa Nặc, sao cậu ngày càng thích làm anh hùng vậy? Tại sao cậu lại tự đặt mình vào tình huống khó khăn như thế? Đúng vậy, chuẩn bị ăn phân đi nhé. Được thôi, tôi sẽ chờ các người đến cầu xin tôi. Sư phụ, Hứa công tử đến rồi, có việc gì vậy? Ngồi đi. Thật sự có một việc khó khăn. Ruộng dược liệu mà chúng tôi mua để trồng nguyên liệu. Do đất bị nhiễm mặn, không thể trồng cây con được, ngay cả các chuyên gia cũng không thể khôi phục. Chuyện này đơn giản thôi, dùng nước linh tuyền của tông môn chúng tôi là được, tôi đã nói mà, tuyệt vời quá. Cảm ơn tông chủ Thẩm, ngài lại giúp tôi một việc lớn nữa. Chuyện nhỏ thôi, giờ hãy theo tôi lấy một ít nước linh tuyền. Tông chủ Thẩm, không cần vội. Nếu giải quyết quá nhanh chuyện này, ngược lại sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ. Vì vậy chúng ta phải hành động thận trọng hơn. Hứa công tử muốn xử lý thế nào? Hứa Nặc, về sớm nhé. Tôi đợi anh làm món ăn ngon cho tôi. Biết rồi, xử lý xong chuyện ruộng dược liệu, tôi sẽ về ngay. Cố lên. Linh tuyển tưới, sự sống hiển hiện, gấp gấp như luật lệnh. Thành công rồi. Alo, Nhược Hy. Anh đã gửi ảnh cho em đã nhìn thấy chúng chưa? Đây là ruộng thuốc, đúng vậy, vậy thì việc trồng dược liệu không còn vấn đề gì nữa. Nhưng việc này em đừng nói với bất kỳ ai. Được, em biết rồi, em sẽ đến quán lẩu gặp anh sau. A Nặc, đến rồi, anh thật sự rất giỏi. Không ngờ, anh thật sự tìm được cách giải quyết vấn đề đất đai. Kín đáo thôi. Chỉ là tôi, tình cờ quen được chuyên gia trong lĩnh vực này. Cô ấy đã nghiên cứu ra dung dịch dinh dưỡng công nghệ cao, có thể chuyên dùng để xử lý đất nhiễm mặn. Này, đây là chuyên gia rất tài giỏi. Ôi trời, vừa rồi rõ ràng là không có ai mà, cô ấy chính là chuyên gia. Cô ấy cũng thích chơi cosplay à? Đúng vậy, bây giờ rất phổ biến mà. Dù sao thì, cô ấy vẫn giúp chúng ta giải quyết được vấn đề lớn này. Để tôi giới thiệu nhé, đây là cô Thẩm Ngọc Ninh. Chào. Sư Tôn, đây là sư phụ của tôi, nếu không nhờ tôi mời, cô ấy đã không đến đâu. Thì ra Trần Lê và cô Thẩm là quan hệ thầy trò. Vừa rồi tôi quên giới thiệu rồi, hai người họ quen nhau tại triển lãm manga. Nếu không nhờ Trần Lê, tôi còn chưa quen biết được cô Thẩm đâu. Thì ra là vậy, không chỉ có thế, sau khi quen biết với cô Thẩm,
tôi phát hiện ra cô ấy còn là bà con xa của tôi. Theo vai vế thì, cô ấy phải là bà nội của tôi, làm gì có bà nội nào trẻ đẹp thế này chứ? Đúng rồi, chị gái còn hợp lý hơn. A Nặc, chúng ta đi chuẩn bị trước nhé. Ôi, thật muốn giải thích rõ ràng tất cả sớm thôi. Tôi không muốn tiếp tục lừa dối nhiều khi nữa, cũng chỉ tại anh lo lắng quá nhiều. Với lại, dù họ có biết thì cũng có gì đâu. Đừng nói linh tinh, cổng thông giữa các thế giới là chuyện rất quan trọng, khi không còn cách nào khác mới được để lộ ra. Cô Thẩm, uống trà. Cô có định ở lại đây không? Nơi này lúc nào cũng có biến cố, Chân Lê cũng không để yên cho người khác. Tôi ở lại đây để tự mình trông chừng bọn tiểu nhân. Như vậy, cũng yên tâm hơn. Thật ra tôi cũng có ý riêng, muốn xem nơi mà anh Thanh đã từng sống. Nếu vậy, tôi sẽ đi dọn dẹp phòng nghỉ ngay. Tôi đâu có giống thằng phế vật Abil, chuyện ruộng thuốc này, nhà họ Tô chắc chắn không giải quyết được. Đến lúc nhà họ Tô phá sản, mình sẽ bắt Hứa Nạp giao quán lẩu đó ra, vì Nhược Hy, hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Đừng nói là tôi không nhắc nhở cậu, theo như tôi biết, Hứa Nạp đã tìm được chuyên gia rồi, ngày mai sẽ giải quyết xong vấn đề ruộng thuốc. Tôi muốn xem chuyên gia gì mà giỏi thế. Thời gian cũng đến rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Vẫn còn tâm trạng để ăn cơm à? Có phải đã hoàn toàn từ bỏ rồi? Ôi, đại tiểu thư nhà họ Tô, đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần cô lấy tôi, hai nhà hoàng Tô chúng ta liên kết lại, chắc chắn sẽ độc quyền ở Vinh Châu. Mơ mộng hão huyền, cô thật sự không biết điều sao? Nếu cô đã không thức tỉnh, thì nhà họ Tô của các người cứ chờ phá sản đi. Đến lúc đó, tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống cầu xin tôi. Hoàng thiếu gia, giấc mơ của anh ngày càng lớn rồi đấy. Còn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nếu Nhược Hy lấy chồng, thì cũng chỉ lấy anh của tôi, Hứa Nặc. Anh là cái thá gì? Được, được. Chuyện ruộng thuốc đã giải quyết chưa? Hống hách quá nhỉ, Hoàng thiếu gia chẳng lẽ không biết à? Cỏ dại trong ruộng cúc đã mọc hết rồi. Nói bậy, mảnh đất đó tôi đã đích thân xem xét. Có thể mọc được thứ gì mà tốt chứ? Alo? Gì cơ? Gì cơ? Thật là, làm sao cậu làm được vậy? Đừng quan tâm tôi dùng cách gì, quan trọng là chúng tôi đã thắng. Và nữa, từ giờ tránh xa Nhược Hy ra, tôi đã có cách làm cho vùng đất chết sống lại. Anh đoán xem tôi có cách nào, để khiến người sống biến mất mà không để lại dấu vết không? Đừng có mà dọa tôi nói cho cậu biết. Ôi trời! Hoàng thiếu gia không cần phải lễ lớn thế này, tôi không có bao lì xì cho anh đâu, cậu đã làm gì tôi? Sao lại quỳ xuống thế? Dù biết sai cũng không cần quỳ mãi thế đâu, anh trông thật thảm hại. Không phải chứ, Hoàng thiếu gia định đi luôn sao? Không ngồi lại ăn chút gì à? Không tiễn đâu nhé. Công tử Hứa, nhìn vẻ mặt u sầu của cậu, không biết cậu đang phiền não vì chuyện gì? Tôi nghi ngờ cửa hàng bị ma ám, quần jean rách tôi mua vào mùa hè, đều bị vá lại hết rồi. Công tử Hứa, ý cậu là, quần đó của cậu, là cố tình nghỉ lỗ hở? Đúng vậy, thời trang mát mẻ mà. Chủ Tông Thẩm, chẳng lẽ là cô? Là tôi đã giúp cậu vá lại đấy. Công tử Hứa thứ lỗi, tôi không biết phong tục ở đây, cứ tưởng là cậu quá bận rộn, không có thời gian lo cho cuộc sống. Không sao đâu, không sao đâu, thế này cũng thời trang mà, hơn nữa, còn tránh được bệnh khớp gối nữa. Tôi nhớ khi còn nhỏ, ông nội tôi cũng làm chuyện tương tự, lúc đó ông luôn sợ tôi bị lạnh, sợ tôi bị va chạm, lúc đó tôi còn ngạc nhiên. Tôi tự hỏi sao ông già này lại biết may vá nhỉ? Có lẽ là ông ấy học từ tôi đấy, ngày trước tôi thường xuyên giúp ông ấy vá quần áo. Ông ấy luôn nói rằng muốn vá lại cho tôi một lần. Đáng tiếc. Ông nội đừng lo, cháu sẽ cứu ông. Hứa Nặc, tỉnh dậy đi, cậu làm sao thế? Cậu ấy hay gặp ác mộng. Đúng vậy, sư phụ, Hứa Nặc không tỉnh dậy được, cậu ấy không sao chứ? Không sao, chắc là do mệt mỏi gần đây thôi. Hứa Nặc, cậu đã mơ thấy gì vậy? Tôi không sao, chỉ là ác mộng thôi. Đây là viên thuốc trợ giấc ngủ, ở chỗ chúng tôi, nó giúp an thần và ngủ ngon. Hy vọng nó sẽ có tác dụng với cậu.
Thật hả? Đúng là thoải mái hơn nhiều rồi, cảm ơn chủ tông thẩm. Công tử Hứa, đừng khách sáo. Liên lạc với nội gián của chúng ta. Bảo hắn ra tay đi, rõ. Hứa Nặc, lần này tôi muốn xem cậu làm gì. A Nặc, Nhược Hy, sao em lại đến đây? Thuốc cao vạn dược lại có vấn đề, và vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đừng lo, em cứ từ từ nói. Chị Nhược Hy, đã xảy ra chuyện gì? Công ty đã sản xuất lô thuốc cao vạn dược đầu tiên, phát cho nhân viên dùng thử trước. Kết quả là sau khi dùng xong, nhân viên đều bị nổi mẩn đỏ. Chúng tôi đã phong tỏa thông tin, và đã cho bác sĩ kiểm tra rồi. Không thể nào, thuốc cao vạn dược tuyệt đối dịu nhẹ và an toàn. Có khi nào các bạn đã nhầm lẫn công thức không? Đây không phải là thuốc cao vạn dược thật. Mùi của nó làm tôi đau cả mũi. Chắc chắn là do Hoàng thiếu gia, chắc chắn là tên khốn này đang dở trò. Mọi người bình tĩnh một chút, công ty nhất định sẽ cho các bạn một lời giải thích. Mong mọi người đừng làm điều gì quá khích, nếu không, quá khích, mặt chúng tôi bị hủy hoại thế này, chúng tôi còn không đòi được một lời giải thích sao? Chuyện này chưa xong đâu, mọi người đừng lo lắng, tôi đã tìm ra nguyên nhân gây ra mẩn đỏ rồi, và tôi cũng có thuốc chữa mẩn đỏ ở đây. Đồ chủ xấu xa, anh nghĩ chúng tôi là ngốc à? Mẩn đỏ trên mặt chúng tôi, chính là do thuốc cao vạn dược này gây ra. Đúng rồi, đồ chủ xấu xa, giờ anh còn dám lừa chúng tôi nữa à? Nếu mọi người không tin, tôi sẽ thử nghiệm trực tiếp. Anh điên rồi sao? Không sao đâu, cứ yên tâm. Nhìn đi, đây chính là thuốc cao vạn dược thật. Thật sự đã khỏi rồi, khỏi thật rồi, đây mới chính là hiệu quả thực sự của thuốc cao vạn dược. Cái mà các bạn dùng trước đó, đều đã bị kẻ có ý đồ xấu tráo đổi. Công ty chúng tôi tuyệt đối không sản xuất ra sản phẩm như vậy. Mọi người hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ phát hành thuốc cao vạn dược thật. Đến mọi người trong thời gian sớm nhất. Sự cố lần này thật sự xin lỗi mọi người. Cảm ơn ông chủ, đều là hiểu lầm thôi. Đúng, hiểu lầm rồi, đều là chúng tôi hiểu lầm thôi. Cảm ơn ông chủ. A Nặc, lần này chắc chắn chúng ta đã bị gài bẫy. Ngoài tôi và chú hai, tôi không nghĩ ra còn ai có thể vào được phòng thí nghiệm của công ty. Hay là kiểm tra camera giám sát, kiểm tra từng cái một, chắc chắn sẽ ra thôi. Chú hai đã đi đến phòng giám sát rồi, bây giờ chắc là... Alo? Gì cơ? Camera giám sát trong phòng thí nghiệm bị hỏng, nhân viên kỹ thuật đang gấp rút sửa chữa. Camera tốt thế sao lại hỏng được? Lũ khốn nạn này! Alo? Mọi chuyện đã bị bại lộ rồi, kế hoạch đã thất bại, nhà họ Tô đã tìm được thuốc cao vạn dược thật, và đã dập tắt vụ việc này. Đồ vô dụng! Giờ mày hãy quay lại phòng thí nghiệm một lần nữa. Hoàng thiếu gia, đây là việc phạm pháp, phải thêm tiền. Nhược Hy, em đừng lo lắng, người có thể vào phòng thí nghiệm, chỉ có em và chú hai. Vì vậy, kẻ đứng sau chuyện này, có lẽ nằm trong số những nhà nghiên cứu. Em chỉ lo rằng, kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Lần này chúng chưa thành công, không biết lần sau chúng sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì. Tổn thất của công ty thì nhỏ, nhưng nếu có ai bị thương nữa, thì, em, anh biết, em không muốn có thêm ai gặp tai họa nữa. Anh có một cách. Có thể giúp chúng ta bắt được kẻ đứng sau. Cách gì vậy? Phải rồi, Nhược Hy. Em cũng nói, kẻ địch đang ở trong tối. Vậy nên, em hãy giữ kỹ cái này. Khi gặp nguy hiểm, hãy ném nó xuống đất. Đây là gì vậy? Anh không thể giải thích được. Đây là một thứ rất thần kỳ. Em tin anh chứ, em tin anh. Nhìn những bức ảnh này đi, đúng là tên khốn Hoàng thiếu gia. Hắn còn dám kiếm tiền từ thuốc cao vạn dược giả, đúng là mất hết nhân tính. Nếu thuốc cao vạn dược giả này được tung ra thị trường, không biết sẽ gây hại cho bao nhiêu người. Chúng ta phải bắt được nội gián. Lần này họ đã vượt qua ranh giới pháp luật. Không chỉ là trộm cắp bí mật thương mại, mà còn đầu độc người khác. Lần này nhất định phải cho hắn ngồi tù mọt gông. Yên tâm đi, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Lần này nhất định phải bắt Hoàng thiếu gia trả giá. Hoàng Tổng, đây là báo cáo nghiên cứu mới nhất về thuốc cao vạn dược. Xin ngài xem qua.
Cái quái gì thế này? Chẳng cái nào thành công cả. Chúng tôi đã thay thế công thức có vấn đề bằng cây bách giải rồi. Tôi đã làm hết sức. Cút đi, đồ ngu. Đồ vô dụng. Để tôi thử công thức khác. Các người thử thêm 10 lần nữa thì có ích gì? Làm không ra hàng thật thì làm hàng giả đi. Làm hàng giả. Đi ngay bây giờ. Nếu nhà họ Tô chiếm được thị trường thì chúng ta tung ra hàng giả cũng vô ích. Người đâu? Đưa hết số thuốc cao vạn dược giả ra thị trường, nhân cơ hội này khuấy đảo thị trường. Hoàng tổng, không hay rồi, tin tức nói rằng chúng ta bị nghi ngờ trộm cắp thương mại. Cô nói cái gì? Sao bọn họ lại biết được? Nghe điện thoại đi. Hoàng tổng, không ổn rồi, do ảnh hưởng của tin tức, cổ phiếu của công ty đang sụt giảm mạnh, chỉ trong vòng nửa tiếng đã có xu hướng giảm sàn. Hứa Nặc. Chắc chắn là Hứa Nặc giở trò. Đám người hạ đẳng đó lại dám hợp tác để chống lại ta. Alo, ngay lập tức cho ra mắt thuốc cao vạn dược của Hoàng Thị. Phải chiếm lấy thị trường cho tôi. Nhưng mà, Hoàng Tổng, nhưng mà thuốc này vẫn chưa tìm được dược liệu quan trọng. Nếu bây giờ tung ra thị trường thì e rằng. Cút đi, tôi cần cậu nói à. Tôi nói lại lần nữa. Lập tức tung thuốc cao vạn dược ra thị trường. Ngay bây giờ. Đi ngay đi. Đồ vô dụng. Hoàng thiếu gia đúng là tự đào hố cho mình, ăn cắp bí mật thương mại vẫn chưa đủ, còn dám sản xuất thứ này và đưa ra thị trường để hai người. Nhược Hy, tiếp theo em định làm gì? Thứ gây hại như thế này thì nên tiêu hủy càng sớm càng tốt. Tất nhiên rồi, nhưng trước đó, em sẽ cho hắn một đòn cuối cùng. Không có Hoàng Thị làm hậu thuẫn, xem hắn còn làm gì được nữa. Hoàng tổng, không ổn rồi, thuốc cao vạn dược của chúng ta bị phơi bày là hàng giả, cổ phiếu lại tiếp tục giảm. Đừng động đậy. Đứng lên. Hoàng thiếu gia, làm nhiều điều ác sẽ tự chuốc lấy họa. Tất cả chuyện này đều là do anh tự gây ra. Hứa Nặc, đừng động đậy, mày chờ đấy, tao nhất định sẽ giết mày. Sợ rằng mày phải ngồi tù đến hết đời, Hoàng thiếu gia à. Yên tâm đi, vì tình nghĩa giữa hai nhà Tô và Hoàng, tôi sẽ nhanh chóng thu mua tập đoàn Hoàng Thị. Từ nay về sau, ở Vinh Châu sẽ không còn tập đoàn Hoàng Thị nữa. Còn mụ thối, mày dám, mày cứ chờ đấy, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Hứa Nặc, anh mau xem tin tức này, Hoàng thiếu gia đã vào tù rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể thở phào rồi. Nhanh thế đã có kết quả rồi sao? Bây giờ mọi chuyện ở đây đã yên ổn, tôi cũng nên trở về tông môn. Chủ tông Thẩm, cô ở lại chơi thêm vài ngày đi. Tôi còn nhiều thứ chưa giới thiệu cho cô, tôi cảm thấy tu vi của mình sắp đột phá, phải đi lên núi sau bế quan vài ngày, dù sao thì đại trận hộ tông vẫn cần tôi duy trì. Nếu để cho Diễn Tinh môn phát hiện sơ hở, e rằng họ sẽ tấn công Tâm Ma tông lần nữa. Tôi được rồi. Chuyện này đúng là không thể chậm trễ, ngài nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Khi nào có thời gian, ngài lại đến quán lẩu, tôi sẽ giới thiệu thêm cho ngài. Được, nhất định rồi. Hứa Thanh. Tại sao ngày đó anh lại quyết định đóng cửa thông đạo? Để lại nhiều bí ẩn như vậy. A Thái sắp xuất quan rồi, tôi cũng phải đẩy nhanh hành động. Gần đây, Diễn Tinh môn và Thiên Cơ Các đều yên tĩnh một cách bất thường. Không hay rồi, sư phụ gặp chuyện rồi. Sư phụ làm sao? Sư phụ trong quá trình độ kiếp đã gặp phải thiên lôi. Hứa Nặc, anh có cách gì giúp được sư phụ không? Chắc chắn là phải giúp rồi. Trước tiên nói xem tình hình thế nào. Sư phụ trong quá trình độ kiếp đã bị thiên lôi luyện thể. Nhưng với tình trạng thân thể hiện giờ của sư phụ, căn bản không chịu nổi thiên lôi. Thiên lôi. Thứ đó có thể luyện thể. Đúng vậy, trong quá trình độ kiếp, tu vi càng cao, thiên lôi càng nhiều. Hứa Nặc, anh có cách nào để giúp sư phụ tránh hoặc né thiên lôi không? Tôi có rồi. Cột thu lôi, tôi sẽ đi mua cột thu lôi. Thiên lôi này thật không nhỏ chút nào. Cột thu lôi này có chặn nổi không? Sư huynh, hãy tin tưởng Hứa Nặc, chúng ta hộ pháp thôi. Được, được. Trời ơi, thực sự hiệu quả. Khoan đã, khí của sư phụ có vấn đề, sợ rằng đây là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ lại có tâm ma, chúng ta phải giúp người hóa giải tâm ma, nếu không hậu quả sẽ không thể lường được. Tâm ma của tông chủ Thẩm, chẳng lẽ là ông nội? Hứa Nặc, anh sao rồi, Hứa Nặc?
A Nặc. Gốc rễ tâm ma của chủ tông Thẩm chính là ta. Năm đó ta đã đóng cửa thông đạo, cô ấy đã giữ trong lòng bao năm nay, chỉ để đòi một lời giải thích. Vậy cháu phải làm sao đây? Làm thế nào để giúp chủ tông Thẩm giải tỏa được? Trong cuộn tranh có một mảnh ngọc bội, đó là tín vật mà Ngọc Ninh đã tặng cho ta năm đó. Bên trong có một mảnh tàn hồn của ta, có thể thâm nhập vào thần thức của cô ấy, có lẽ có thể giúp cô ấy hóa giải tâm ma của mình. Ông nội, tại sao năm đó ông lại đột ngột đóng cửa thông đạo? Bởi vì ta... Hứa Nặc, anh cuối cùng đã tỉnh lại. Sư phụ tôi vẫn chưa tỉnh lại. Anh không thể có chuyện gì được đâu. Anh đang làm gì vậy? Đó là sư phụ mà. Làm sao trong bức tranh lại có một mảnh ngọc bội? Tông chủ Thẩm có thể được cứu rồi. Trong ngọc bội này có một phần tàn hồn của ông nội tôi. Có thể thông qua thần thức để nói ra những điều ngài ấy muốn biết. Có thể thoát khỏi tâm ma của mình hay không? Thì chỉ có thể dựa vào ngài. Thanh ca ca. Sư phụ, chủ tông Thẩm, sư phụ, con đã biết ngài nhất định có thể chiến thắng tâm ma. Cảm ơn Hứa huynh, anh đúng là ân nhân của tâm ma tông chúng tôi, đừng khách sáo, đừng khách sáo. Chủ tông Thẩm không sao là tốt rồi. A Lê, A Thái, hai người tạm lánh đi một lát, ta có chuyện muốn nói với Hứa Nặc. Vâng. Hứa Nặc, mảnh ngọc bội đó, làm sao cậu tìm được nó? Chẳng lẽ ông nội cậu, gần đây ông nội thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Dường như có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng luôn có một làn sương đen ngăn cản. Chẳng lẽ nguyên thần của ông ấy vẫn chưa tan biến? Ông ấy nói với tôi rằng mọi bí mật đều ẩn giấu trong diễn tinh môn. Xem ra tôi phải lẻn vào diễn tinh môn để tìm hiểu rõ sự tình. Xem ra tôi phải lẻn vào. Ở đây không ngờ lại không có ai canh gác. Tây Môn Vô Cực. Không đúng, ngươi không phải là Tây Môn Vô Cực, ngươi là ai? Thẩm Ngọc Ninh, đã đến đây rồi, thì ở lại đây đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi là kẻ đứng sau bắt giữ Hứa Thanh? Đợi bổn tôn giết ngươi, diệt diễn tinh môn, thì sẽ tìm được thông đạo dẫn đến dị giới. Lúc đó, bổn tôn có thể tự do xâm chiếm sức mạnh dị giới. Ngươi là tà thần cổ đại bị phong ấn, Thanh ca ca là vì ngăn chặn ngươi mới đóng cửa thông đạo. Nếu ngươi nhớ hắn như vậy, bổn tôn sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Hứa Thanh đã thực sự chết, truyền lệnh ngay lập tức tấn công diễn tinh môn. Chủ tông Thẩm, sư phụ, có chuyện gì vậy? Ngươi bị thương sao? Nhanh lên, triệu tập tất cả đệ tử trong môn phái. Bố trí đại trận hộ tông. Người của tâm ma tông đã đến. Vâng. Hứa Nặc, anh hãy chăm sóc sư phụ giúp tôi. Được, cô mau đi đi. Cẩn thận đấy. Thẩm Ngọc Ninh, vẫn không ngoan ngoãn chịu chết sao? Thanh Ninh, kẻ thất bại này, lại muốn tìm cái chết sao? Thẩm Ngọc Ninh, hôm nay chính là ngày diệt vong của diễn tinh môn các ngươi. Đừng mơ. Hứa huynh, Hứa Nặc, chết đi, người từ dị giới. Sư phụ. Chủ tông Thẩm. Hứa Nặc. Hãy nhớ đặt bài vị của ta và Thanh ca ca cùng nhau. Dùng máu ta làm lễ tế, gọi sức mạnh thần linh. Sư phụ, chủ tông Thẩm, chủ tông Thẩm, sư phụ. Sư phụ.
Chủ tông. Người rốt cuộc là ai? Chủ tông Tây Môn không thể nào biết pháp thuật tà ác này. Đồ đệ, sư phụ. Hoàng Thiệu, ngươi nhìn rõ đi, hắn hoàn toàn không phải là Tây Môn vô cực, chỉ có tà thần mới nuốt chửng nguyên thần của tu sĩ để tăng cường sức mạnh cho mình, sự nghiệp của thiên hạ còn tốt hơn cái tên đồ đệ vô dụng của ngươi nhiều. Tin rằng ngươi là người thông minh, nếu ngươi vẫn còn cố chấp, ngươi sẽ có kết cục như đồ đệ của ngươi. Ngươi thật đáng ghét như cái tên Hứa Thành ấy, hãy chăm sóc tốt cho các đệ tử của ta, chỉ cần có ngươi, ta sẽ bắt ngươi trả giá bằng máu. Hắn thực sự đã chết. Tà thần cuối cùng đã bị đánh bại. Đó là sự hy sinh của sư phụ. Chủ tông Thẩm, đây là điều tôi đã hứa với ngài. Mặc dù tà thần đã chết, nhưng các đệ tử của tông môn cũng đã tổn thất nặng nề. Đừng lo, việc chữa trị để tôi lo, tôi sẽ quay về nhà hàng lẩu để lấy nguyên liệu. Tôi sẽ đi cùng anh. Đệ tử của Hoàng Thiệu cũng cần chúng ta an bài, tôi sẽ ở lại để xử lý hậu sự. A Nặc, anh đến từ đâu vậy? Vừa nãy rõ ràng không có ai ở sân sau mà. Tôi... Này, cậu làm gì vậy? Dừng lại đi, Khưu Trình, chúng ta không phải là bạn sao? Bạn bè, tôi năm nay đã hơn 90 tuổi rồi. Làm gì có bạn bè ở tuổi như anh? Cậu đang nói nhảm gì thế? Không ngờ nhỉ, tôi và ông nội của anh mới là bạn. Ông ấy đã cho tôi uống trường sinh đan. Từ giới tu tiên để cứu mạng tôi khi tôi mắc bệnh nan y. Do đó, dù đã gần trăm tuổi, tôi vẫn giữ được diện mạo của tuổi đôi mươi. Nhưng tại sao ông ấy không cho tôi thêm chút nữa? Tại sao lại đóng cửa thông đạo? Vô liêm sỉ. Khưu Trình, tôi không sao, đừng nghe lời hắn. Không ngờ, Khưu Trình lại che giấu nhiều bí mật như vậy. Hứa Nặc. Ông nội, tà thần vẫn chưa chết. Hắn đã đến thế giới của các con rồi. Một khi hắn hấp thụ được khí vận của hai thế giới, sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn nữa. Các con nhất định phải giam giữ hắn lại ở Cang Lan giới. Lúc tà thần vừa mới phụ thể là lúc hắn yếu nhất. Các con nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Hứa Nặc. Chân Lê, sư huynh. Không xong rồi, tà thần chưa chết. Vừa nãy, khi chúng ta không để ý, hắn đã trốn thoát. Hình như hắn đang hướng về phía thông đạo. Hứa Nặc, tôi không dọa anh đâu. Tôi thực sự sẽ bắn đấy. Anh có nỡ để bạn gái của mình bị thương không? Cái này em giữ lấy. Khi gặp nguy hiểm, hãy ném nó xuống đất. Nhược Hy, em không sao chứ? Tránh ra. Yêu Nghiệt, xem chiêu này. Chân Lê, mau giao Bồ Đề Châu ra đây. Chỉ có bổn tôn mới có thể nắm giữ bí mật vượt qua không gian. Giao ra ngay, ta còn có thể tha cho các ngươi không chết. Tà thần vừa mới phục sinh là lúc hắn yếu nhất. Vì vậy, tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội này. Được. Tôi sẽ đưa Bồ Đề Châu cho cậu. Đừng, Hứa Nặc, nhưng cậu phải thả Chân Lê ra trước. Không vấn đề gì, đưa đây. Hứa Nặc, đừng lo cho tôi. Bồ Đề Châu đang ở đây. Tà thần đại nhân, xin hãy nhận lấy. Đi thôi. Viên Bảo Viên, ngươi dám lừa ta? Không xong rồi, hắn đang hấp thụ linh lực từ thế giới bên kia. Phải nhanh chóng đóng thông đạo. Đóng rồi thì sao, chỉ cần viên ngọc vẫn còn, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở lại. Các ngươi không giết được ta, nhưng ta có thể dễ dàng
tiêu diệt các ngươi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Hứa Nặc, tôi sẽ không quên anh cũng không được quên tôi. Chân Lê, cô định làm gì? Không. Đừng mà. Hứa Nặc, tôi chúc anh và Nhược Hy tỷ tỷ, Bách Niên Giai Lão. Không. A Nặc, công ty của em kiếm được tiền đủ để chi tiêu rồi. Hay là chúng ta đóng cửa nhà hàng lẩu đi. Nhà hàng lẩu này có quá nhiều kỷ niệm quý giá, anh không muốn đóng. Hơn nữa. Được rồi, vậy thì tiếp tục mở cửa. Chúng ta đi kiểm tra xem hôm nay thông đạo có gì bất thường không? Ngày nào cũng nói muốn đi kiểm tra thông đạo, thực ra là muốn gặp lại anh ấy đúng không? Chân Lê. Hứa Nặc,